10. Chị đeo cái này lên đã. Trăng Trăng, chị định đi ngủ à? Em đến giờ này là muốn né Cát Cát và A Sơ à? Em với họ nói chuyện không hợp, nói nhiều thì sai nhiều, thà không nói. Giao tình bạn bè nhạt như nước. Vậy em không định tiếp xúc nhiều với xã hội, làm quen với tính người sao? Em có khiếm khuyết về mặt xã giao, trời sinh vậy rồi, không khắc phục được. Có cả vụ này à? Em cũng không muốn cô lập mình, nhưng sau khi cô lập mình thì thoải mái hơn nhiều. Em cứ nghe theo nội tâm mình cho rồi. Trăng Trăng, hôm nay em đến là muốn nói một tiếng với chị. Em sợ sau này chị sẽ hiểu lầm. Được. Vậy sau này chị không hỏi chuyện em từ đám A Sơ nữa. Hồng Hồng, chị thì cảm thấy vì sợ mà giảm bớt tiếp xúc với người khác và vì tận hưởng cô độc mà giảm bớt tiếp xúc với người khác là khác nhau. Cái trước là bị động, cái sau là chủ động. Nếu là em cái trước thì chị không ủng hộ. Kiểu như là em sợ giao tiếp nên tận hưởng cuộc sống một mình. Không phải em cố cãi với chị. Chị cũng rất tận hưởng cuộc sống một mình. Lúc có một mình thì có thể nghĩ về thí nghiệm. Điều này không thể làm được ở văn phòng. Chị cũng không cần nói rõ với ai. Em biết ngay là đến nói với chị chắc chắn rất ổn. Trăng Trăng, em không thể không thừa nhận chị là người duy nhất hiểu em ở tầng 22. Cảm ơn chị. Chỉ cần em cảm thấy có ích, cảm thấy những gì chị hiểu về em không có sai là được. Đâu có, chị là người đồng đạo với em. Chị mau đi ngủ đi, em không quấy rầy chị nữa. Bye bye. Alo, A Sơ à, hoa này là cháu đặt đấy à? Hoa này là cháu đặt đấy à? Đương nhiên, có đẹp không ạ? Văn phòng cháu cũng có đặt hoa tươi. Mỗi tuần một lần, cháu thấy nó giúp tâm trạng tốt hơn, nên cũng gửi cho ông. Quả nhiên ông cũng thích. Mới đó đã gửi tới nơi rồi. Giờ cháu đang ở phía sau lãnh đạo, không dám nói chuyện. Ông rất thích, rất thích. Cảm ơn cháu. Cháu luôn phát hiện ra những thứ hay ho. A Sơ à, một tuần đặt một lần là chương trình như nào vậy? Cháu gửi link cho ông, ông xem thử. Dù gì ông cũng biết cách mua hàng online rồi. Lãnh đạo gọi cháu rồi, nói sao nhé. Xếp Lý, vất vả rồi. Được. Nói chuyện sao? Giờ thanh niên đúng là một phút cũng không rời được điện thoại. Xếp Lý, tôi rót nước cho anh. Tiểu Dư, cô có từng nghĩ sẽ làm nghiệp vụ không? Chưa ạ. Tôi thích nghiên cứu, khám phá. Cũng toàn qua lại với những người như vậy. Đơn giản là thế này. Phần mềm CAM cần triển khai với khách hàng. Gặp phần diễn thuyết về kỹ thuật. Nếu trên bục là nhân viên nghiệp vụ thì thường là không qua nổi 3 câu hỏi của khách hàng. Nếu là nhân viên của phòng nghiên cứu chúng ta thì thường là muốn nói mà nói không rõ. Cái nào nằm ngoài bản thảo thì đều im re hết. Nhưng diễn thuyết về kỹ thuật là một phần rất quan trọng trong nghiệp vụ đàm phán. Tôi thấy cô ổn đó. Cô có gốc, lại còn giỏi biểu đạt, biết cách ăn nói, biết cách trao đổi với người ta. Xếp Lý, làm kỹ thuật thì cần tĩnh tâm, phải quen ở một mình, vì cần tĩnh tâm để suy xét từng chi tiết một. Đây là thái độ làm kỹ thuật. Thái độ này e là xung đột rất lớn với công việc nghiệp vụ, chuyên đi tới đi lui. Cách nghĩ của cô cũng có lý. Hồi đầu cũng vì điều này nên tôi muốn từ chối công việc quản lý.
Nhưng sau khi phân tâm làm công việc quản lý thì tôi học cách kiểm soát được thời gian của mình và cái sự tĩnh tâm mà cô nói một cách máy móc. Con người là vừa làm vừa nghĩ mới trưởng thành được. Đã có năng lực thì tại sao không thử gánh vác thêm công việc và trách nhiệm, khiến bản thân mau chóng trưởng thành. Tôi tự biết thân biết phận. Đây không phải việc chỉ cần mở miệng đứng trên bục là làm được. Với tôi mà nói là thử thách mới. Anh xem, tiền đề là phải hiểu rõ nguyên bộ sưu tập sản phẩm công ty, còn phải thuộc hết lịch sử huy hoàng của sản phẩm công ty, rồi còn phải làm bài thuyết trình. Tôi học tự nhiên nên bị lệch môn, thành tích ngữ văn rất dở. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 là không đụng đến ngữ văn nữa. Muốn làm được một bài thuyết trình đầy thuyết phục thì gần như là nhiệm vụ khó hoàn thành. Phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức thì khó mà tưởng nổi. Cô xem, vẫn chưa làm mà suy nghĩ đã rõ ràng vậy rồi. Có suy nghĩ như này và gốc kỹ thuật vững chắc của cô thì chắc chắn sẽ làm được bài thuyết trình. Hơn nữa, thêm công việc sẽ thêm đường đi. Nhân lúc còn trẻ, chịu cực chút, trải nghiệm nhiều hơn cũng coi như đệm thêm cho nền tảng sự nghiệp và tích lũy vốn liếng cho mình. Vừa hay tiến được mà lùi để thủ cũng được. Nắm chặt vận mệnh của mình trong tay, vậy không phải tốt hơn sao? Không được đâu. Tôi nhìn thấy phía trước là con đường khó khăn gian khổ, thì làm gì có chuyện liều mình nhảy vào chứ. Chỉ mỗi việc học thuộc một đống tham số của sản phẩm, nhất là những tham số trong chuyên ngành khác, cũng đủ lấy cái mạng già này rồi. Thế làm sao mà đúng công việc của mình được nữa. Tôi kiên quyết không từ bỏ sở thích và lý tưởng của mình. Khả năng là tôi không làm được đâu. Công việc đúng chức vụ của cô là do tôi quyết định. Tôi bảo lưu giúp cô. Tôi đồng ý với cô không cho người khác vào nhóm của cô, thế chỗ của cô. Vậy có nghĩa là gì? Nói đi. Sếp Lý, xin hỏi Dương Sư Huy có ở văn phòng của anh không? Nói đi. Bố cô ấy dẫn theo một đám người chẳng nghe ở cửa đòi gặp cô ấy. Có thể gọi cô ấy mau qua đây không? Có người còn cầm theo máy quay nữa. Cuối cùng dẫn đến, có thể yên tâm rồi. Sếp Lý, tôi đi giải quyết tranh chấp gia đình. Xin lỗi nhé. Chuyện gì vậy? Chuyện xấu trong nhà khó nói lắm. Đợi tôi quay trở lại tạ lỗi với anh. Hảo Tử, lấy các thiết bị ghi hình của anh ra, đến quay lễ tân giúp tôi quay lại tình hình xảy ra. Phải để ý độ rõ của âm thanh ghi hình. Trần Kiều Sinh, anh đến phòng giám sát camera lấy lòng người ta. Nhất định phải đảm bảo tất cả máy quay ở khu vực lễ tân đều có thể vận hành bình thường. Đồng thời giúp tôi copy một bản video quay cảnh tôi xung đột với người ta. Mọi người giúp tôi chút được không? Đến sảnh lớn hỗ trợ tôi. Sao vậy, có chuyện gì à? Chuyện gấp lắm, càng đông càng tốt. Cảm ơn cả nhà. Bố, bố, xin hỏi cô là Dương Sư Huy đúng không? Sao bố đến đây? Đi đường có mệt không? Ăn gì chưa bố? Chưa. Bố đến Thượng Hải có kiếm được chỗ ở chưa? Bố, bố đâu có tiền kiếm chỗ ở. Bố, bố đến nương nhờ con mà. Xin lỗi sếp Lý, thật sự xin lỗi. Tôi lập tức đuổi họ đi. Không cần, cứ kệ đi. Dân sếp Lý, bố đến cơ quan cũ của con. Họ nói con nghỉ lâu rồi. Bố hết cách, chỉ đành con hiểu được bố. Thế này, bố ở đây đợi con tí xíu. Con đi xin nghỉ, mình ra nhà nghỉ thuê phòng cho bố, được không? Dương Sư Huy, đợi đã. Cô tốt nghiệp đại học ở lại Thượng Hải làm gì? Cô có công việc ngon lành. Cô đổi việc cũng không nói bố cô biết. Cô có từng gửi đồng nào cho mấy không? Cô đón mẹ cô tới Thượng Hải, rồi một mình bỏ bố cô ở quê nhà. Dẫu mấy nhờ tài trợ của Mạnh Thường Quân đến Thượng Hải để tìm cô, cô vẫn không lo gì cho mấy, không cho vào nhà. Cô còn lương tâm không hả? Cô muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Cô nói câu này có bằng chứng gì không? Cô,
Mẹ tôi làm giúp việc cho nhà người ta, ăn ở đều ở nhà chủ nhà. Tôi ở ghép với 4 cô gái, còn phải ngủ trên cái giường bé tí. Cô nói tôi nghe, tôi không đưa bố tôi đến nhà nghỉ thì tôi đưa ông ấy đi đâu? Nãy cô có nói đâu? Cô có hỏi không? Chỉ dựa vào suy đoán là kết luận bừa bãi. Cô có tư cách gì đứng đây chỉ trích tôi? Cô xuyên tạc ý của người khác, mở miệng nói bậy. Trước khi nói có tự vấn lương tâm mình không? Tôi hỏi cô hai lần nữa. Cô, một người gặp mặt còn chưa tới 3 phút đang nói hàm hồ thì có tư cách gì đứng đây chỉ trích? Đừng quay nữa. Em nói kiểu gì đó? Cô mang nói kiểu gì đó? Không dám quay nữa đúng không? Nào, chúng ta quay. Lại còn làm công việc truyền thông, có vai trò truyền bá đến mọi người. Nói chuyện thiếu trách nhiệm vậy à? Đúng đó, giờ giới truyền thông bị mấy người làm loạn hết. Đúng, điên đảo đúng sai, xuyên tạc câu chữ. Đúng, giờ giật tít, kiếm view, kiếm tiền bẩn, lan truyền tin tức bậy bạ chắc chắn cũng là đám này. Thất đức, phải báo cảnh sát bắt họ. Đúng, báo cảnh sát đi. Ông già này sao không nói sớm hả? Đừng có đi. Làm gì đấy? Bố, đừng đi. Công việc của bố thì sao? Lại nghỉ rồi sao? Không, không phải, bố. Bố xin nghỉ. Xin nghỉ. Vậy cô gái đó nói gì mà bố đói bụng rồi còn xin tiền lộ phí? Mẹ tới đây làm việc, bố cứ yên tâm đi làm ở quê. Còn không được thì đến nhà ông bà nội ké bữa cơm. Sao lại khiến mình thành thế này chứ? Đi vội quá mà suốt dọc đường. Thật ra cũng thế cả. Thế này đi, con cứ làm việc. Con làm việc đi. Bố, bố cũng đã đến rồi, ở lại Thượng Hải thêm vài hôm đi, để con chăm sóc bố. Giờ hay trình độ y tế ở đây cũng cao. Mấy hôm nữa con đưa bố đến viện kiểm tra sức khỏe. Không cần đâu. Không cần đâu. Bố đi đây. Bố, xin lỗi nhé. Quấy rầy mọi người làm việc rồi. Giải tán đi nhé. Xin lỗi. Tiểu Chung, quan hệ của Dương Sư Huy với bố cô ấy không tốt à? Mọi người cũng thấy rồi. Từ nhỏ Dương Sư Huy đã rất khó khăn, gặp phải bố ruột như thế. Thật ra do mẹ cô ấy cũng là quấy nuôi. Hồi đầu là vì không chịu nổi bố cô ấy nên mới đến nương nhờ Dương Sư Huy. Cơ mà anh yên tâm, sau này Tiểu Dư cần giúp cứ lên tiếng. Đúng, có gì cứ nói, có mặt liền. Dân, cảm ơn cả nhà. Dư đại phú, đứng lại. Mày còn muốn làm gì? Nếu lần sau ông còn dám đến công ty gây sự thì tôi không khiến ông đi dễ dàng vậy đâu. Tao nói mày biết, tao là bố mày. Mày dám làm gì tao? Tôi nói ông biết, khoa xương của bệnh viện số 6 Thượng Hải là tốt nhất. Xin lỗi sếp Lý, vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng mọi người làm việc. Xử lý xong rồi à? Chuyện nhà làm việc có lúc xong được. Đều là người thân nên nhịn thì vẫn phải nhịn, không nhịn nổi thì chỉ đành né tránh, không né nổi thì mới ứng phó cho qua. Tôi nói cô nghe, đây chính là tố chất nên có của một nhân viên nghiệp vụ. Buổi thuyết trình kỹ thuật không phải cô thì ai đây? Sếp Lý, chuyện nhà tôi đã đủ phiền lắm rồi. Trong công việc chỉ muốn đơn giản thôi. Dù làm cùng công việc nhưng lương khác với đám chung bằng hảo, tôi vẫn chấp nhận. Nếu anh cứ bắt tôi phải hỗ trợ với phòng nghiệp vụ thì trừ phi anh ném tiền ra, tôi mới có can đảm gánh thêm trách nhiệm trên vai. Hơn nữa nói trước, tôi không từ bỏ công việc kỹ thuật. Đây là lý tưởng và sở thích từ nhỏ đến lớn của tôi. Một cô gái có thể chịu đựng tư tưởng trọng nam khinh nữ của giới kỹ thuật thì chuyên ngành kỹ thuật là đã hạ quyết tâm lắm đấy. Không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Sếp Kim, nghe thấy chưa? Tự ra giá đi. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Tiểu Dư, chào cô. Chào sếp Kim ạ. Tiểu Dư à, chức vị và tiền lương của phòng nghiên cứu tôi sẽ giữ cho cô. Kim thêm chức vị ở phòng tiếp thị thì tôi định cho cô ở chức vụ chuyên viên nghiệp vụ.
Chức vụ này nâng cấp cho nhân viên phòng tiếp thị có thể đảm nhiệm nhiệm vụ được chỉ định. Vì thế, tiền lương làm thêm, lương khởi điểm của chức vụ chuyên viên nghiệp vụ 13.000 tệ. Cơ mà tôi phải trừ bớt phần mà nhân viên nghiệp vụ vẫn có thể nhận được dù không đóng góp gì, cũng có nghĩa là lương cứng 1.200 tệ. Tiểu Dư, cô có thể hiểu tại sao tôi phải trừ đi phần đó chứ? 1.200 tệ này trong cơ cấu tiền lương là phí lao động cho nhân viên đến công ty cho đủ số người. Dù gì tôi chỉ có một, không thể bị lặp lại chi phí này được. Đúng. Hiểu rồi à? Không cao, cũng không thấp. Rồi sao nữa? Công việc này tương đương với nhân viên nội bộ của phòng tiếp thị. Không còn gì nữa. Sếp Kim, công việc này là việc của lương tâm. Không chia hoa hồng để kích thích, cứ toàn nhờ vào lương tâm thì cũng sẽ mệt thôi. Sếp Lý, Tiểu Dư đang ra điều kiện với tôi kìa. Sếp Kim này, mấy anh làm nghiệp vụ có phải là có sở thích trả giá không? Anh là gian thương à? Được là được, không được là không được. Cái gì mà trừ 1.200 còn không cân nhắc chi hoa hồng, có thể dứt khoát hơn không? Sếp Lý này, tôi vốn định nể mặt anh không cần phải phỏng vấn riêng nữa. Chúng ta nhân lúc bàn tiền lương, kiểm tra năng lực giao tiếp của Tiểu Dư. Anh thì hay lắm, gán cho tôi cái danh gian thương luôn. Tôi rất muốn hỏi anh, năng lực giám định nhân viên nghiệp vụ của anh khi nào nâng cao lên đây? Cơ mà nói chứ, mèo mù cũng có lúc vớ cá ráng mà. Không được thì thôi. Tiểu Dư không để anh dùng nữa, giờ không phải do anh quyết đâu. Tiểu Dư, cô cứ lấy hệ số chia hoa hồng của nhân viên nghiệp vụ, tiền lương và chức vụ tính từ hôm nay. Tiếp đó tôi sẽ cho người đưa tài liệu cho cô. Cô phải đọc hết trong một tuần, làm một bài thuyết trình giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm công ty, rồi nộp cho tôi. Đợi tôi duyệt xong, cô sẽ chính thức vào làm. Được chứ? Duyệt luôn. Tiểu Dư, cô phải phản hồi ý kiến về đề nghị của khách hàng về sản phẩm cho tôi. Đương nhiên rồi ạ. Được, cô quay về đi. Sao sẽ bận lắm. Được rồi, Tiểu Dư, cô cứ đi làm việc đi. Tôi sẽ bàn bạc với sếp Lý cách sắp xếp thời gian làm việc của cô. Cảm ơn hai sếp ạ. Tôi đi làm việc đây. Thế nào? Sao rồi? Sếp Lý không làm khó cô chứ? Không có gì. Không sao thật à? Thật đó. Dư Sơ Huy, bố cô nếu không tiện ra mặt thì để tôi thu xếp cho. Không cần đâu, ông ấy thấy kế hoạch không thành thì không dám ở lại Thượng Hải đâu. Vừa rồi tại sao bố cô đột nhiên chạy mất vậy? Ông ấy cứ mãi không tìm được chỗ ở của mẹ tôi. Không biết đã dùng khổ nhục kế gì mà lừa được cả đám người đồng cảm. Rồi đám đó cũng không biết dùng cách gì mà tìm được công ty chúng ta. Tôi đoán là bố tôi muốn nhờ đám đó gây sự, khiến tôi phải bỏ tiền ra. Cơ mà tôi đã đoán được mấy chiêu này, nên đã tính toán sẵn cách đối phó. Hơn nữa, còn nghĩ tới chiêu ác độc hơn, đến mức tôi không thể đối phó nổi. Nhưng may mà bố tôi đạo hạnh còn thấp, lợi hại đấy. Chơi cờ nghĩ sẵn ba nước. Nhưng sao trước đó không thấy ông ấy tìm đến cô? Trước đây mẹ tôi như nô dịch, giờ tôi giấu mẹ đi rồi, ông ấy không tìm được. Nhưng như thế cũng không phải là cách lâu dài, cũng phải nghĩ cách. Hết cách rồi, trừ phi tôi di dân. Thôi, có nói cũng vô ích. Tôi nói anh biết một chuyện khác. Tin tốt, nhờ quả được phúc. Sếp Lý và sếp Kim bàn bạc cho tôi tới phòng tiếp thị làm thêm, thuyết trình kỹ thuật sản phẩm công ty. Nghe nói lúc nãy, chuyện tôi đối phó cả đám bố tôi, khiến họ phát hiện tôi là hạt giống tốt. Thấy chưa nào, là Minh Châu thì sẽ phát sáng. Có tăng lương không? Có chứ, 11.000 tệ, còn có cả hoa hồng. Đúng là nhờ quả được phúc. Cơ mà Minh Châu không phải nguồn sáng, chỉ phản xạ ánh sáng. Mất hứng quá đấy. Nhưng mà nói thật là tôi cũng không vui nổi. Tuy đã phá vỡ kế hoạch của bố, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Nếu mà được chọn thì ai mà chẳng muốn làm người tốt. Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn cầm dao đuổi theo bố tôi. Đủ loại vũ khí, loại nào cũng dùng hết. Nhưng mỗi lần trong lòng đều rất khó chịu. Chuyện này mà đem nói ra thì chính là từ nhỏ tôi đã đuổi theo bố tôi đòi đánh đòi giết. Mấy anh nghe xem có giống chuyện người làm không? Thế nên cũng khó trách có người hóng hớt không lo lớn chuyện, cứ ăn theo.
chuyện gì cũng không thể đánh giá một cách độc lập. Người khác không đánh giá, chẳng lẽ tôi phải học theo Hà Mẫn Hồng, đi khắp nơi giả ngốc giả hét? Tôi cũng không muốn. Lấy bạo lực trị bạo lực, đúng mang nghĩa xấu luôn. Cơ mà tôi vẫn thấy may vì người bố tôi tìm được là tôi, chứ không phải là mẹ tôi. Chỉ là tôi lại phải kiềm chế cảm xúc bạo lực trong lòng. Cất nghe ánh mắt thương xót của hai người đi. Tôi không phải tính cách đa sầu đa cảm, tôi không buồn đâu, thật đó. Tôi là người hùng hổ, sao có thể nhạy cảm tới mức giấu tâm sự trong lòng. Thường mà tôi có tâm sự thì sẽ bộc phát ngay. Hai người làm đồng nghiệp với tôi lâu vậy, còn không hiểu tôi sao? Được rồi, cô đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa. Nói thật mà không ai nghe, đổi chủ đề đi. Cô không thích ăn hamburger à? Được. Ở trong tiệm nhà mình, có thể muốn làm gì thì làm. Tôi đặt đồ ăn ngoài cho cô. Không cần đâu. Không phải là tôi không thích ăn. Cô đừng ngại nói. Thật ra tôi biết là do tôi suy xét không chu đáo. Tôi vừa muốn giúp cô, vừa muốn tiện lợi bắt cô gặm hamburger trong tiệm để giải quyết chuyện ăn uống. Rõ ràng là tôi hơi bắt nạt bạn bè. Không phải. Là mấy hôm trước tôi đã ăn mấy tiệm chi nhánh của thương hiệu này. Vậy có phát hiện ra gì khác biệt không? Không có. Tôi phát hiện đồ ăn thì giống nhau, mùi vị cũng giống, giá cũng giống, phong cách trang trí bên trong cũng giống. Nếu nói có gì khác thì chính là cửa chính và cửa sổ vị trí khác nhau, cả diện tích bên trong khác nhau, khiến bố cục cũng khác. Những cái khác thì tôi không nhìn ra có gì khác. Hơn nữa quan trọng nhất thì tôi không nhìn ra được tôi nên giúp anh sao. Nếu nói chuyện này rất là đơn giản thì tại sao tôi cần cô giúp chứ? Chắc là anh nhìn nhầm người rồi. Tôi lại thấy ánh mắt nhìn người của tôi rất tốt, không nhìn nhầm đâu. Tôi đặt đồ ăn ngoài. Không cần thật mà. Cần. Hamburger này ngon lắm. Cô xem, nhấn nút này, bên này sẽ tự động hiện ra chi tiết thu chi. Từ lần thanh toán trước cho đến lần này, cách thanh toán thì rất nhiều. Có voucher, có thẻ, có tiền mặt, với cả thanh toán trên điện thoại. Cô chỉ cần nhớ số này là số tiền mặt, rồi ghi lại nó, rồi thì phát tài. Hai người trao đổi với nhau là được. Được chứ? Được. Chào mừng quý khách. Phát tài. Xin chào, một ly sô-cô-la nóng mang đi. Còn cần gì nữa không ạ? Thêm một hamburger gà cay. Đợi chút nhé. Một ly sô-cô-la nóng. Để tôi. Đến rồi đây. Thầy đới. Bọn em thích thầy lắm. Rất thích tiết học của thầy. Thầy biết không, mấy tiết khác bọn em toàn đến trễ. Chỉ có tiết của thầy là không bao giờ đến trễ. Đúng đó. Hơn nữa mấy thầy cô khác giảng bài bọn em nghe chẳng hiểu. Thầy ơi, thật sự rất thích thầy. Giảng bài rất sinh động thú vị. Đúng đó. Thầy ơi, mai bọn em còn tiết của thầy không ạ? Mai tôi nhận tiết của thầy Trương. Đến lúc đó có thể sắp xếp. Được chứ. Mai em chắc chắn sẽ đi học tiết của thầy. Tôi đi đây. Mai gặp nhé. Bye bye. Mai gặp ạ. Bye bye. Đó hoa duy nhất giữa rừng cây. Thầy đới. Sinh viên thời này rất lớn gan. Già rồi không chịu nổi. Em thấy có vô số cặp mắt đang nhắm vào thầy đới.
trông mòn mắt luôn. Rồi sao nữa? Để lại một đống nghi ngờ. Thầy Đới có phải là được nữ tỷ phú lái xe sang bao nuôi không? Quá ra thầy Đới là gã tội không có tự trọng. Thật sự sẽ tạo ra hiệu ứng như vậy à? Anh đâu có biết. Dọa được ai thì dọa thôi. Mà anh nhận tiếc tự chọn của một giáo viên. Nghe nói cửa sổ trong phòng học đó đã có người chiếm chỗ luôn rồi. Đới kiệt tác. Đi nào. Vừa nãy học nhanh đấy. Tôi thấy cũng không khó như tôi tưởng. Vậy sao? Thật ra chức vụ này từ lúc học cho tới lúc vào làm cũng cần khoảng một tháng. Thế nên cô rất thông minh. Chắc chắn là được. Thật ra có thể nói thế này. Những thao tác, trình tự này không hề khó, rất đơn giản. Vậy thì khó ở đâu? Khó ở chỗ cô phải luôn tận tụy, tạo cho khách hàng cảm giác nhiệt tình. Khó ở chỗ mỗi khi cô nhìn thấy tiền mặt vào sổ, vẫn có thể giữ được niềm tin của mình. Đây mới là chỗ thử thách tốt nhất của một con người. Có một số người nhìn thấy tiền mặt thì nghĩ đủ thứ trong lòng, như thế sẽ không có sức lực để phân tán, quan tâm tới việc học quy trình. Vậy thì chắc chắn sẽ phạm lỗi. Thật ra tôi biết, thứ cô quan tâm là những thứ tốt đẹp trong quá trình lao động, chứ không phải là kết quả, đúng không? Thật ra lần đầu tôi thấy cô đã cảm giác được, cô là một cô gái thuần khiết, từ ánh mắt của cô. Sâu trong đáy lòng cô, có tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Con người cô, có sự cố chấp, rất cao quý. Thật ra hai điều này ở xã hội hiện giờ, rất hiếm có và đáng quý. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã ý thức rõ cô là người đáng để tôi nhờ cậy. Vừa rồi ở quầy, cô học cái là biết, thậm chí không cần dạy cũng tự rành. Điều này cũng đã chứng tỏ được rồi. Thế nên tôi nói tôi nhìn người rất chuẩn. Chắc chắn là được. Hơn nữa lòng cô rất ngay thẳng. Anh thích. Anh không biết mấy tháng qua tôi đã trải qua những gì. Tôi bị một người bạn tác giả mà tôi rất tin tưởng hiểu lầm. Rồi bị lãnh đạo của tôi ác ý phê bình và ghét bỏ. Đến cả chị em hàng xóm mà tôi tin tưởng cũng đến trách cứ quan điểm của tôi. Người thì chê tôi vô dụng, người thì cảm thấy tôi làm gì cũng không động não, hại người hại mình. Giờ họ cũng không để ý tôi nữa, càng không hiểu tôi. Anh thích, cảm ơn anh. Trong khoảng thời gian mọi người đều ngó lơ tôi, anh là người đầu tiên, cũng là duy nhất thực sự quan tâm và hiểu tôi. Thật lòng cảm ơn anh. Thật ra có thể nghĩ thế này. Một người trong lòng có sự kiên trì thì chắc chắn là cô đơn cô độc. Tin rằng cô cũng có nghe Lộ Tấn từng nói rằng phải căm phẫn và khinh thường đối với kẻ địch tấn công mình. Thế nên, theo tôi thấy, họ nói gì không quan trọng. Hãy làm chính mình. Tương lai còn dài mà. Tôi tin là sẽ có ngày có người nói rằng một mình cô cũng làm nên chuyện. Cô xem cô thế này, vẫn còn trẻ quá, dù gì cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Được rồi, cô đừng buồn nữa. Thật ra tôi cũng từng như thế. Điều này Chu Trí cũng biết. Tôi rất hiểu. Đương sự phiền não. Thế nên trạng thái của cô rất bình thường. Đừng để tâm quá. Được rồi, nào, ăn đi. Lát anh còn bận gì không? Không, tôi đợi cô ăn xong rồi đưa cô tới trạm tàu điện. Sau đó tới công ty, vẫn kịp giờ. Không sao, tôi biết tàu điện ở đâu.
Được, vậy tôi đi trước. Được. Có người đưa tiễn, rất hạnh phúc. Thật ra tôi muốn mỗi ngày đều được như vậy. Tôi đi đây. Ngồi đó đi. Xin chào ạ. Anh chị gọi gì ạ? Đây là menu của quán. Cho tôi món này. Sườn xào chua ngọt. Có gà cay không? Có ạ. Lấy một phần. Vâng. Mới có 5 giờ. Bình thường ăn cơm phải là một tiếng sau chứ. Cho em xem cái này. Phong lộ thanh thiền này, nếu anh nhớ không nhầm, là cô bé hàng xóm của em, đúng không? Đúng vậy, Hà Mẫn Hồng. Trước đây không phải cô ấy từng kiếm anh, muốn cải biên Phím Hải Ký à? Cô ấy là fan quanh đó. Fan cơ? Fan phủng gì? Đúng kiểu thẳng tính. Anh thấy khó hiểu ghê. Theo lý thì anh và cô ấy cũng coi như cùng ngành. Dù gì ở giữa cũng còn có em. Sao quấy lại? Nước chanh đây ạ. Mời dùng. Em không hề nói quấy biết anh là Nhan Chính Nghĩa. Sao thế? Mắng anh à? Ở trên mạng với cảm xúc sau khi đọc Phím Hải Ký được người ta chia sẻ dưới phần bình luận bài viết của anh. Anh vừa đọc một cái. Viết cái gì thế không biết. Tác giả không viết kiểu đập khuôn sáo rỗng, thế nhưng nam chính thì lại kiểu người gặp người yêu, qua gặp qua nở. Nam chính thần thánh quá, ắt sẽ khiến cả tác phẩm thiếu sâu sắc. Logic gì đây? Người gặp người yêu thì phải là thần thánh quá à? Thần thánh quá thì hết sâu sắc hả? Điều kiện đầy đủ, điều kiện cần thiết, quái có hiểu không? Logic tệ như vậy, có đọc hiểu được tác phẩm của anh không? Logic thì đúng là không ổn lắm. Anh thấy khó hiểu ghê. Sao lại có người logic tệ vậy mà còn tới văn vẽ? Cơ mà nếu Hà Mẫn Hồng đem bài này cho em đọc thì em sẽ nói kiểu khác. David này giống dĩ là kiểu thần thánh quá. Thường thì tác phẩm đầu tiên của tác giả sẽ toàn viết về bản thân, thế nên nhân vật chính của Phím Hải Ký chắc chắn là David viết bừa. Vì David là một người tự luyến, dù không có ai yêu thì anh ấy vẫn tự soi gương và tự yêu mình. Có phải bạn bè không vậy? Anh đọc tiếp cho em nghe. Em nghe đi, cứ nghe thử. Tuy thế giới quan của Phím Hải Ký rất to lớn, nhưng vốn kiến thức của tác giả bị quỷ dưới ngòi bút của mình. Vốn từ vựng có hạn, cách tu từ vụng về, thỉnh thoảng dẫn dụ câu văn không khớp nhau, cứ như giữa bát cơm trắng thượng hạng lẫn vào hạt sạn, phá hủy cảm giác của người đọc. Anh tệ vậy sao? Nói thật thì em cảm thấy em không nghe thấy gì, có cảm giác sạn. Cơ mà có thể là do vốn liếng văn học của em không đủ. Cô ấy có đưa ra ví dụ không? Có. Anh thấy cô ấy đang bới lông tìm vết. Cũng có thể cô ấy quá yêu thích Phím Hải Ký của anh, mong là anh có thể nâng cao hơn nữa. Nếu đổi thành giáo sư Nhan nhà em nói sai trên mạng, thì em có thể hống hách là một tràng như thế này không? Đương nhiên là không rồi. Em chắc chắn sẽ giương cờ gào thét rằng giáo sư Nhan thẳng tính, giáo sư Nhan đáng yêu quá. Thế là xong đấy. Nhưng giáo sư Nhan là thần tượng của em. Anh và cô ấy vẫn còn thiếu, thiếu một chút xíu.
nói một đằng nghĩ một nẻo. Anh cũng xin chấp nhận vậy. Ai bảo mình phong độ chứ? Người càng già thì càng nhát gan. Giờ em thế mà khuất phục trước dáng vẻ đáng yêu của anh. Đó là em khuất phục trước chân lý. Cúi đầu trước chân lý không thiệt đâu. Cơ mà em cảm thấy anh nói đúng. Hà Mẫn Hồng biết rõ Nhan Chính Nghĩa là bạn em, mà cô ấy vẫn không nể mặt. Em khó chịu. Được, có câu này của em, anh thoải mái hơn rồi. Nhưng anh vẫn muốn gửi bình luận khắc khe cho em. Em xem cô ấy viết về anh ra sao nè. Nói anh thiếu tình cảm nhân văn, thiếu cá tính riêng, không có trách nhiệm xã hội, không dám phê bình hiện thực. Hiện thực là không hề có mỹ cảm. Gán tranh tội lớn thế này, cô ấy rõ là đang lấy tác phẩm nổi danh thế giới ra so với phím hải ký của anh. Phím hải ký của anh cuối cùng chỉ thành một tác phẩm mạng, một tác phẩm ăn liền, một tác phẩm giá trị thấp. Cô ấy mà thông minh thì em bảo cô ấy viết ra cho anh xem thử đi. Anh nói em nghe, cô ấy mà viết thì chỉ viết được truyện ngắn. Hôm nay anh nói chắc cú luôn. Tại sao nào? Vì logic của ấy quá tệ, không viết truyện dài nổi. Đúng vậy, viết không tốt ở đâu nào? Chỗ nào không tốt hả? Em thấy tác phẩm của anh viết hết sự thật về chính anh. Nội dung anh bịa ra chắc chắn được khen. Anh xem thử mấy tác phẩm nổi tiếng xem. Chỉ có chìm trong cảm xúc của bản thân, chúng ta viết cao minh hơn họ nhiều. Tuy nhân vật chính của chúng ta không hoàn hảo, nhưng đều tỏa sáng lạc quan. Anh xem mấy tác phẩm kia toàn là gì nào? Không phải bị tâm thần cũng là mắc bệnh cố chấp điên cuồng. Có một câu trong nghề nói rất hay, dễ quỷ thì dễ, dễ người mới khó. Tại sao nào? Có ai từng gặp quỷ đâu? Dễ sao cũng được. Thế nên mấy biên kịch kia viết về kẻ tâm thần, cứ viết đại sao cũng được. Logic mà bị sai thì chỉ cần nói một câu, dù gì cũng là bệnh nhân tâm thần mà. Một câu nói là qua loa cho xong chuyện. Trong đầu Hà Mẫn Hồng nghĩ gì vậy? Tóm lại em cho rằng phát triển câu chuyện, quan hệ nhân vật trước sau không hợp logic, mới giống như ăn phải hạt cơm dính sạn, khó chịu vô cùng. Thôi thôi, có cần phải chấp nhận với cô ấy không? Bớt giận bớt giận, chuyện nhỏ thôi. David à, anh dễ dỗ ghê. Xin chào quý khách, đây là một dĩa xào đậu ạ, mời dùng. Tôi nói là vậy, nhưng anh vẫn rất khó chịu. Sao quái có thể đem tác phẩm nổi danh thế giới ra so danh chứ? Chắc chắn là em đã đắc tội cô ấy ở vụ nào đó rồi, thế nên mới nhắm vào bạn em như vậy. Chắc luôn. Em dùng nhân cách ra đảm bảo không phải cô ấy cố tình chống đối em. Sao em vẫn còn hòa quản vậy? Không phải thật đó. Hà Mẫn Hồng là kiểu tính cách đơn thuần. Anh ngồi đây tức giận gần chết, còn cô ấy sẽ nghĩ rằng mình đã tốn thời gian và rất nghiêm túc, thật lòng muốn tốt cho anh. Mà những chuyện thật sự muốn tốt cho anh thì cô ấy lại không thấy được. Kiểu đơn thuần như cô ấy có lúc cũng rất tàn nhẫn. Mẹ ơi, hôm nay mẹ thế nào? Nói mẹ nghe một tin tốt, con lại được tăng lương rồi.
Ông muốn làm gì? Hoặc là đưa tiền, hoặc là để mẹ mày đi theo tao. Ông nằm mơ đi. Ông làm gì vậy? Làm gì à? Bỏ ra. Mày giấu mẹ mày đâu rồi? Bỏ ra. Không bỏ ra đúng không? Nói đi, có bỏ ra không? Nói, mày giấu mẹ mày đâu rồi? Tôi không nói. Không nói à? Hôm nay tôi đánh mày chết. Ông đánh đi. Ông không đánh chết tôi thì sau này tôi đánh chết ông. Nói không hả? Bỏ ra. Giấu mẹ mày đâu rồi? Tôi không nói đấy. Có giỏi thì đánh chết tôi đi. Có giỏi thì đánh chết tôi đi. Làm gì đó? Quả đó là con gái ruột của ông. Làm gì hả? Có sao không? Tôi dạy dỗ con gái tôi, liên quan gì cậu? Chúng tôi báo cảnh sát đó. Tránh ra. Ông làm gì đó? Làm gì vậy hả?